Alo, chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn cái phần học từ cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Từ thứ nhất, tôi xin giới thiệu với các bạn đó là từ cần. Ở đây có nghĩa là suy yào. Suy yào là cần. Nhu cầu, âm Hán Việt có nghĩa là nhu cầu đấy. Nhu yếu, xin lỗi, nhu yếu chứ không phải nhu cầu nhé. Thì có nghĩa là cần. Sự có nghĩa là vâng hoặc là hoặc là thì. Ví dụ, ủa chưa sự Duyệt Nam Nhân, tôi là người Việt Nam. Bù ở đây có nghĩa là không. Ví dụ, bù xính có nghĩa là không được. Bù hảo có nghĩa là không, cũng không được hoặc là không tốt. Bù sư ở đây khi mà chúng ta học phần ngữ pháp, bao giờ hai thanh bốn đi liền với nhau thì thanh đầu tiên sẽ phải biến thành thanh hai. Ví dụ chứ bù sư thì chúng ta đọc là bù sư, bù sư. Tiếp tục, chữ không chính xác có nghĩa là bù trơn chuệ, bù bù trơn chuệ. Chỗ này chúng ta nói bù trơn chuệ, không chính xác. Xính có nghĩa là được rồi. Xính ở đây nó cũng giống như chữ sư, có nghĩa là được. Xính bù xính có nghĩa là có được không. Đây là cách hỏi phản vấn. Ví dụ chúng ta hỏi sư bù sư cũng là cách hỏi phản vấn. Xính bù xính cũng là được không. Bây giờ chúng ta đọc lại lần nữa đây. Suy yào, suy yào, sư, sư, bù, bù, bù sư, bù sư, bù trân chuê, bù trân chuê, xính, xính. Phần này chúng ta cố gắng luyện tập và chúng ta ghép các cái từ mà chúng ta đã từng được học vào các bài trước để chúng ta ghép thành câu. Tiếp tục, chúng ta sang phần tiếp theo. Từ rắc rối, phiền toái, người ta có từ má phán. Má phán, chúng ta đọc nhanh, lướt, má phán là rắc rối. Láo chạ là xin lỗi. Ở đây có hai từ xin lỗi, đó là từ si, xin lỗi, tuy bú chỉ có nghĩa là xin lỗi ở đây chứ láo chạ có nghĩa là cũng là xin lỗi. Thường cái từ tuy bú chỉ tức là mình cũng có một cái gì đó có lỗi với người đối diện thì chúng ta có thể dùng từ tôi bố chỉ. Láo chạ đây có nghĩa là mình làm phiền người ta cái gì thì mình có thể dùng từ này. Tiếp tục, chúng ta có từ xì xì có nghĩa là cảm ơn. Ví dụ chúng ta được ai giúp đỡ hoặc là nhờ vả ai cái gì đó và người ta khi người ta giúp đỡ mình thì mình có lời cảm ơn. Xì xì. Xin chào có nghĩa là ní hảo, ní hảo. Chào buổi sáng là chào an, chào an. Chào buổi chiều là ủ an, ủ an. Thường thì khi dịch sang tiếng Việt cái từ chào buổi sáng hay là chào buổi chiều này thì chúng ta lên dịch là xin chào, nhưng chúng ta phải hiểu rằng nó ở trong cái thời điểm là buổi sáng hay là buổi chiều. Thường thì người ta hay chào là ní hảo, rất
ít khi chào vào các cái buổi như thế này. Ví dụ như là người ta định nghĩa vào thời gian thì người ta sẽ chào theo cái thời gian vào buổi. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Má phạn, láo chả, xì xì, ní hảo, chào an, ủ an. Tiếp tục, chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta có các từ quản an là chúc ngủ ngon. Ở đây chúng ta lại dịch một cách linh hoạt một chút. Không thể nói là chào buổi tối được. Chỗ này chúng ta có thể nói là chúc ngủ ngon. Good night, trong tiếng Anh đúng không ạ? Thì chúng ta dùng từ quản an. Ví dụ chủ ní quản an, chúc bạn ngủ ngon. Tiếp tục, chúng ta có từ chai chẹn là tạm biệt. Tiếp tục, chúng ta có từ bù hảo y sư, có nghĩa là xin lỗi hoặc là thật không phải. Ví dụ mình có cái gì đó nó phiền toái đến người ta thì mình cũng có thể sử dụng cái từ bù hảo y sư. Thường thì cái từ tôi bút chỉ là xin lỗi là khi mình đã có một cái lỗi gì đó với người khác. Còn cái từ bù hảo y sư nó cũng có thể là cái từ ví dụ như là người ta giúp đỡ hoặc người ta làm cái gì đó trước cho mình, hoặc là mình cảm thấy cái việc mà người ta làm cho mình nó thật là gọi là như thế nào nhỉ, thì chúng ta có thể nói là thật không phải hay là thật ngại quá, cũng có thể dùng từ bù hảo y sư. Từ tôi bút chỉ này nó có nghĩa là mình có một cái lỗi gì đó đắc tội với người khác thì chúng ta dùng từ tôi bút chỉ. Thế còn ví dụ như là cái từ bù hảo y sư này có nghĩa là khi mà mình nhờ vả người khác cái gì thì cũng có thể dùng từ từ này. Tiếp tục, chúng ta có từ bía lì tha, có nghĩa là mặc kệ anh ta hoặc mặc kệ nó, mặc cái lô đó đúng không ạ? Tức là bía là đừng, lì là quan tâm đúng không, tha là anh ấy. Chúng ta có thể dùng từ tha có phụ nữ ở đây thì là cô ấy. Tiếp tục, chúng ta có từ bía phán ủa, có nghĩa là đừng làm phiền tôi. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Hoàn an, thanh một thì chúng ta đi ngang, hơi dài ra một chút. Chai chẹn, bù hảo y sư, tôi bút chỉ, bía lì tha, bía phán ủa. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần hội thoại. Các bạn chú ý cho tôi một chút về cái phần này, bởi vì những cái từ ngữ hoặc là những câu cú ở trong cái phần hội thoại này nó rất là phổ thông
và nó hay dùng trong đời sống hàng ngày, rất phù hợp cho các bạn giao tiếp ở những nơi công cộng hoặc chúng ta đi thi, hoặc là chúng ta gặp gỡ ai đó, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường như người bản xứ. Cho nên chúng ta phải học các cái câu. Thường các câu hội thoại nó hơi dài và hơi khó một chút, nên các bạn hãy chú ý. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải học các cái từ ngữ, từ vựng, sau đó chúng ta mới học cách ghép và chúng ta học cách phát âm. Sau đó khi mà chúng ta đã nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta mới học cao lên là phần ngữ pháp. Thường là các bạn đi lao động thì các bạn nên học nói truyền khẩu. Ngữ pháp chúng ta hãy bỏ qua một bên. Khi nào chúng ta muốn học cao hơn, học sâu hơn, hiểu sâu hơn thì chúng ta học ngữ pháp. Ở cái phần này thì tôi sẽ giới thiệu một số các cái câu phổ thông thông dụng khi các bạn giao tiếp. Câu thứ nhất, chúng ta có câu hỏi: bạn nói được tiếng phổ thông không? Ở đây, người Đài Loan thì người ta dùng từ Cố ủy, có nghĩa là tiếng quốc ngữ. Âm Hán Việt là quốc ngữ. Người Bắc Kinh, người Trung Quốc, đại lục thì người ta hay dùng từ Bảy Trinh Hoa, có nghĩa là tiếng Bắc Kinh. Tức là âm chuẩn Bắc Kinh cũng giống như người Việt Nam mình nói tiếng chuẩn, tiếng Hà Nội, đúng không? Thế thì do hai cái vùng đặc biệt của đất nước Trung Quốc được chia thành hai nơi, một nơi là Đài Loan và một nơi là Trung Quốc đại lục, cho nên là cách hành văn của họ cũng khác. Ví dụ như là đại lục thì nói là biết tiếng phổ thông không, biết tiếng Bắc Kinh hay không. Đó. Nhưng mà Đài Loan thì là người ta lại nói là tiếng Cố ủy, có nghĩa là tiếng quốc ngữ hay không. Bây giờ chúng ta đọc nha. Nǐ huì shuō guó yǔ ma? Chúng ta có thể thay từ cố yǔ vào đây thành bảy trinh họa, có nghĩa là tiếng Bắc Kinh, hoặc là phổ thông họa. Ví dụ, nǐ huì shuō phổ thông họa ma? Nǐ huì shuō guó yǔ ma? Nǐ huì shuō phổ thông họa ma? Chỗ này chúng ta có thể dịch là phổ thông cũng được, chữ cố ủy này cũng đều có thể dịch là từ phổ thông nhé, tiếng phổ thông. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo: Nǐ huì shuō yīng yǔ ma? Nǐ huì shuō yīng yǔ ma? Bạn có nói được tiếng Anh không? Yīng yǔ ở đây có nghĩa là tiếng Anh. Vậy thì có tiếng Anh thì phải có tiếng Trung, tiếng Việt, đúng không? Chúng ta có thể thay vào cái phần này. Chúng ta có thể hỏi: bạn có biết nói tiếng Việt không? Tiếng Việt có nghĩa là Yuè Yǔ. Chúng ta có thể hỏi: Nǐ huì shuō Yuè Yǔ ma? Nǐ huì shuō Yuè Yǔ ma? Bạn có nói được tiếng phổ thông không? Cố ủy, xin lỗi, đây đã câu này đã ở bên trên. Chữ huy ở đây chúng ta phải hiểu có nghĩa là biết. Ở đây cái từ huy có nghĩa là sẽ, nhưng cũng có thể dùng từ huy âm Hán Việt có nghĩa là hội đấy, hội tụ. Những cái gì chúng ta được qua đào tạo, được rèn luyện
thì người ta dùng từ huệ, ví dụ huệ suo ying yu, biết nói tiếng Anh, huệ suo yue yu, biết nói tiếng Việt, huệ suo guo yu, biết nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Thế thì chữ huệ này là phải qua một quá trình đào tạo nha các bạn nhé. Ví dụ là học được đào tạo là nghề thì dùng từ huệ. Ví dụ các bạn biết anh ấy không thì cái này nó là câu rất là phổ thông, có thể không cần phải đào tạo, nó có nghĩa là từ chữ tạo. Phần này chúng ta sẽ học, cái từ này sẽ học ở phần sau. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo. Tôi biết nói một chút. Ở đây chúng ta cũng dùng từ huệ là tôi biết, nó của huệ. Sùa y tèn. Chúng ta nhắc lại một lần nữa nào. Ủa huệ sùa y tèn. Tôi biết nói một chút ít. Ví dụ ở đây chúng ta cũng có thể thay các cái động từ khác vào đây. Ví dụ tôi biết viết một chút. Ủa huệ xỉa y tèn. Tôi biết nói một chút. Ủa huệ sùa y tèn. Tôi biết làm một chút. Ủa huệ chua y tèn. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo. Làm ơn nói chậm lại. Thường các bạn học ngoại ngữ là các bạn phải sử dụng cái câu này, bởi vì khi mà chúng ta chưa quen với các cái âm, các cái giọng điệu của các cái vùng miền khác nhau hoặc của từng cá nhân, người ta nói rất nhanh. Giống như người Việt Nam nói chuyện với người Việt Nam thì bao giờ người ta cũng nói nhanh. Nhưng đối với người nước ngoài cũng có người biết thì người ta nói chậm để cho cái người nước ngoài người ta hiểu. Nhưng thường thì người ta nói rất nhanh. Cho nên khi chúng ta nghe chưa rõ thì chúng ta nên hỏi lại người ta bằng một câu rất đơn giản. Chỉnh man xua y tẹt. Chúng ta có thể đảo ngược cái từ xua này lên. Chỉnh xua man y tẹt. Xin hoặc là làm ơn, hãy nói chậm một chút. Chúng ta đọc lại nào. Chỉnh man xua y tẹt. Khi mà chúng ta nghe không hiểu mà chúng ta muốn nghe lại một lần nữa thì chúng ta có cách nói chỉnh zài shuo yi bian, chỉnh zài shuo yi bian, xin nói lại một lần nữa hoặc là làm ơn nói lại lần nữa. Chúng ta học lại toàn bộ cái phần này, các bạn hãy đọc theo tôi. Nǐ huì shuō guó yǔ ma? Nǐ huì shuō guó yǔ ma? Nǐ huì shuō yīng yǔ ma? Nǐ huì shuō yīng yǔ ma? Câu này chúng ta đã có giống như phần trên, chúng ta không học nữa. Tiếp tục. Ủa huì shuō yì tiǎn. Wǒ huì shuō yì tiǎn. Qǐng man shuō yì tiǎn. Qǐng man shuō yì tiǎn. Làm ơn nói lại một lần nữa. Qǐng zài shuō yì biān. Qǐng zài shuō yì biān. Tiếp theo chúng ta có một loạt các câu dưới đây. Hãy viết những điều này hoặc là hãy viết những cái vấn đề này thì chúng ta có cách nói chính xỉa trưa xia. Hãy viết những cái điều này hoặc viết những cái này. Trưa xia có nghĩa là đây này.
những cái này chính xác.